Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay Quang Phạm đến thăm nhà của anh Toàn bị tai biến nha. Thì hoàn cảnh này trước Quang cũng đã quay rồi đó. Thì hoàn cảnh thì rất là khó khăn. Thì đây là phần quà này là phần quà thứ 6. Phần quà thứ 6 của anh Thông với chị Tiền nha. Trong tổng cộng là 9 phần quà. Thì phần quà này thì Quang đến để trao tặng cho gia đình của anh Toàn Si Thận. Thì gà trống nuôi con đó. Thì lúc anh Toàn bị bệnh thì cái vợ của anh đã bỏ đi rồi nha. Bây giờ còn bỏ lại hai đứa nhỏ thì cũng gia đình thì thật sự rất là nghèo nên giờ hai đứa phải nghỉ học. Thì thằng được với thằng tốt thì thằng em thằng được thì thằng anh á thì đang lưới một ngày kiếm được 30.000 đến 50.000 thì giống như là vợ của anh Tâm Si Thận á. Thì thằng được thì bây giờ thì cũng đã nghỉ học rồi nên là đi bán vé số để kiếm sống nha. Thì mời quý cô chú anh chị và các bạn hãy theo chân Quang Phạm để vô nhà tặng quà cho anh Toàn nha. À, được mà bưng quà vô giùm chú ơi con nha. Quà này chú cũng gửi quà cho con ha. Bưng giùm chú luôn đi. Gạo nữa đó. Thôi để nó mạnh lắm. Nó mạnh lắm, đừng có lo. Con chào bà nội. Dạ. Em vô đi con. Dạ. Dạ. Quá rồi, để nó đi. Để đó cho cha mở quà coi. Mở quà coi có gì anh Tâm. Quá anh Toàn. Quà Tết đi nha. Dạ, quà Tết đó. Dạ. Quá rồi. Nay quà lớn à. Quà lớn rồi mà mở tiếp cha con coi. Bánh gạo. Hả? Sao? Tương này cho mất tiền á. Thôi chú mua loại xịn không đó con. Có cho vô ăn loại xịn luôn. Chú ăn chơi tiền loại xịn không à? Không, chú mua loại nhất không đó con. Cái này tốt không nè. Đường. Lần đầu tiên được loại này ha. Rồi. Nước mắm Nam Ngư đó con. Nam Ngư chiên su đó. Rồi. Rồi bây giờ có quà rồi thì phải có tiền chứ, ăn Tết mua thịt heo. Ha, Tết mua thịt heo để kho. Nha. Em gửi cho anh phần quà dưới 500.000. Đây là phần quà này của anh Thông với chị Tiền ở Canada. Con thay mặt cho cha cảm ơn dạ, chú Phong với cô Tiền. Cảm ơn chú Phong với cô Tiền đã cho con quà. Con chúc cô Phong với chú Tiền vô. Chú Thông và cô Tiền. Chú Thông và cô Tiền. Tiền. Vào sức khỏe và làm ăn phát tài. Rồi vào sức khỏe làm ăn phát tài. Quang Phạm cũng thay mặt cho gia đình thì cảm ơn anh Thông với chị Tiền rất là nhiều nha. Chúc anh Thông với chị Tiền là dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài. Không gầy anh Toàn sao rồi, sức khỏe anh sao rồi anh Toàn? Theo dạng vậy. Dạng vậy hả? Mấy cái tay mà quyều của hổm rồi đưa lên được không? Được mà nó nặng. Nó nặng hả? Dạ, dịnh gầy lỡ lỡ đi chú ơi. Không gà cha con đỡ chưa? Dạ, chứ có chú anh cho xe nhìn rồi mà. Không gà chú thấy cũng cha con cũng đi tới lui được đó. Ai binh cái đầu của bộ mà đẹp trai dữ vậy? Cháu trên này nè. Cháu hả? Ồ, dữ ta, đẹp trai dữ ha. Rồi không gà bán vé số làm sao nói chú nghe coi. Dạ, cũng ngày cũng trăm mấy. Cũng được. Gắn cũng, nó vô coi. Gắn được chú Quang. Bóp vô. Bóp lại. Đây nè, chú gắn cho. Đây nè, rồi. Dạ, cũng được. Coi. Không gà bán vé số làm sao kể chú nghe coi. Dạ, thì mua đồ ăn cũng được chú Quang. Mà chạy xa chút. Chạy cũng mới còn bé được nhiêu tiền? Dạ cũng trăm mấy. Được trăm mấy ha. Hồi giá con gặp chú Quang, hồi sáng gặp chú Quang mà chợ ăn tô hủ tiếu gì nè. Hồi sáng gặp chú ăn hủ tiếu mà chợ hả? Lộ. Dạ. Rồi đây hỏi thăm bà nội chút coi nha. Con chào bà nội.
Không gà sức khỏe bà nội sao rồi? Cũng vậy hả con ơi, cũng hai cái giò đi không được vậy đó, chống gậy hoài vậy đó, cũng đỡ đỡ vậy đó. Đỡ đỡ vậy đó hả? Chứ giò cắn hoài đi không được, chống gậy hoài suốt đó. Dạ. Sao hết đây nè. Dạ. Giờ con á, nó vậy nữa, rồi bà nội nó bệnh nữa thôi rồi, không biết làm sao, giò cắn. Dạ. Quà nè, tí Tết, ấy lộn, mà ăn hết Tết được rồi. Hết Tết được hả con? Rồi sao rồi không gài mẹ mẹ có về không? Dạ không. Dạ gì không có gì. Không gài mẹ nó có gì không, không bà nội? Không không có. Không có gì. À, mẹ nó hồi đi đó tới giờ luôn. Mẹ nó đi bao lâu rồi bà nội? Năm mấy rồi. Mà năm mấy nha. Hồi dắt đó chú Quang, bà có điện dần lần, bà kêu cho cha 10 triệu chữa bệnh. À. Cái hồi từ từ bà còn 5 triệu. Xong cái bà mượn tiền cha con lại nữa. Đó hả? Tức là bà dụ rồi đó, bà dụ cha con rồi đó. Rồi thôi, tới giờ luôn. Biết luôn á. Biết luôn ha. Ừ. Bà đi đâu mà bà nội biết không? Không biết, giờ thấy biết đâu, không dễ gì với con ơi. Chồng nó còn hỏi người này còn không biết người ta không biết. Để hỏi anh Tâm rồi. Rồi hỏi anh Toàn rồi. Toàn. Anh Toàn có nhớ bà không? Nhớ chứ. Hả? Nhớ không? Nhớ. Không hỏi thiệt nghe bây giờ mà bà nói là bà hối hận rồi bà về rồi có chấp nhận không? Chẳng chết đâu có ăn thôi gì. Bình thường hả? Bình thường. Trời không giận quá sao? Không. Kìa. Đúng rồi giận gì giận hết. Thương hả? Mà hỏi thiệt là từ lúc bà đi giờ nhớ bà không? Hả? Nhớ bà không? Nhớ thì không có nhớ mà giận không giận. Ờ không giận ha. Nhớ không có nhớ. Không nhớ ha, nhưng mà giận thì không giận ha. Nếu mà nhớ ngồi ngay với con Phạm nói chuyện miếng máu rồi. Nhớ thì không có nhớ ha. Ờ. Nhưng mà giận thì không có giận thiệt. Thiệt không nghe, em thấy là nhưng mà nhiều khi mình nói vậy thôi nhưng mà trong lòng giận là sao? Không có hả? Không có thật sự. Nếu mà bà về thì vẫn chấp nhận ha. À về vẫn chấp nhận. Ai biết đâu nhiều khi mình thấy cái clip này bà gặp được rồi bà nói bà về đi bà. Bà dằn dò rồi bà bóp tay rồi sao. Cái đó vợ chồng á. Ờ. Cái gì đó. Dằn dò bóp tay rồi để cho nó mau có sức khỏe ha. Mà hết này. Đúng rồi. Cái này em thấy của bộ anh mập ra đó anh Tâm. Hả? Mập. Không đi mà không đi đâu hết. Dạ không ăn uống được. Tức là đi không được nữa ha. Rồi ăn chịu. Dạ. Hồi đó ăn rồi được giờ sao nghỉ. Ngày anh ăn được mấy tô? À, hai. Hai tô hả? Sáng chiều. Lặng tô. À. Tính tô đi. Kệ tô đi. Nha. Yeah. Thì mình nói ăn trong tô thì nói đại tô đi. Chứ bây giờ gì sao là kêu ly nước không lẽ gì sao là mua ly nước gạt sao? À, nước dầm xuống. Tao bao nhiêu. À, rồi, thấy phần quà này sao được không? Dạ hả? Được. Hơi bị được con chú ơi. Hơi bị được hả? Dạ. Ở trong phần quà này con thích cái nào nhất con chỉ cho chú coi. Dạ. Phần quà này nè, con thích cái nào nhất? Con hết hết trơn luôn. Thích trơn luôn hả? Trời ơi, khôn dữ ha. Hay là thích cái này nè, cái này ngon nhất nè. Thôi, con không có ham ăn đâu. Con không ăn ham ăn đâu. Con không có thích. Rồi, nhớ mẹ không? Lúc dạ. Mẹ đi tới giờ nhớ không? Dạ, hả? Nhớ. Nhớ sao? Kể chú nghe coi. Hả? Hả? Dạ. Nhớ mẹ sao kể chú nghe nè. Đẹp trai quá. Mới đầu chú ơi. Mới đầu hả? Mới đầu đẹp trai quá nè. Hả? Nhớ sao nói dạ. Chú nghe nè. Thì mới đầu vô tiên bà bỏ đi gì đó bà đâu nói gì đâu. Ừ. Mới vô khóc quá trời luôn cho em kêu khóc gì khóc bà đi công chuyện mới về. À. Xong cái đi luôn. Rồi bà đi bà nói bà đi công chuyện rồi bà trốn bà bỏ đi luôn. Dạ bà nói. Bà đi nhỏ, bà đi uống tóc, bà nói nhật gơ mà. Ừ. Bà nói cái bà nhật mập mập gì đó. À. Mập như cái lu gì đó. Ừ. Bà kêu bà đi uống tóc đó, bà nói hai người là gơ mà. Xong cái đi luôn. À, bà nói bà đi uống tóc rồi cái bà đi luôn. Dạ. Ừ, bữa đó bà có dọn đồ gì đi không? Theo dạ không? Không có dọn gì hết trơn. Bà bỏ đồ hết trơn luôn, bà đi dạ. Mình luôn. Dạ. Chứ đó con chào tụi đâu bà bị gì. Ừ. Hai cha con ngồi đó gom đồ bà đi rút hết trơn. Xong cái chứ bỏ đi ai bà ai xong cái tưởng đâu gì nhà trọ đó đốt đúng luôn à.
Tức là bà bỏ đi bao lâu rồi mới đút đút đồ của bà? Hình như là có 2-3 tuần rồi. 2-3 tuần là đút đồ luôn. Dạ. Đi trả nhà trọ nên ta rồi đồ đặt tùm lum luôn. Chứ đó con tưởng đâu chơi đốt là tưởng đâu quá đi về. Xong cái khóc miếu quá chứ hồi cha nói con hỏi cha cha đốt này là làm gì cha? Cha đốt bả đâu có vậy đâu mà không đốt. Xong cái con mới ngộ ra bà không có chết gì cho ông bỏ đi tới giờ luôn. Chết mà bà bỏ đi ha. Dạ. Thôi thì cái phần quà này em đến đây thì cũng trước tiên thì cũng gửi cho anh phần quà, thứ hai là chúc Tết gia đình mình ha. Ăn Tết lớn nha. Tết lớn nha anh Tâm. Không có gì đâu anh Tâm ơi, em thấy gia đình mình khó khăn là em đến. Chú Quan gọi chú Tâm hoài vậy anh Toàn. Kêu là cha con tên Toàn chứ chú quên. Rồi sao chú Quang nói chú Tâm rồi có chú Tâm rồi chú kêu chú Toàn anh Toàn, sau cái anh Toàn thì kêu anh Tâm là chú lộn. Dạ dạ không có gì bà nói dạ. Đây là bà Sáu dạ. Rồi dạ đây là đây thằng Tốt nha, cái chỗ này là cái chỗ để tập vật lý trị liệu cho anh Toàn nè. Đây thằng Tốt này con thứ hai của anh Toàn nha. Thì nó thì chủ yếu là đang lưới nè, đang lưới rất là giỏi nha. Anh cả trong nhà nè, sáng giờ làm được mấy tay rồi là Tốt? Dạ phải 9 tay. À được 9 tay hả? Một ngày là thường con mà mai được bao nhiêu tay? 10 tay ha. 10 tay là mình được bao nhiêu tiền con? 40.000. À được 40.000 hả con? À đây nè, cái tay lưới này là mình mai nó dài bao nhiêu con? Con không biết. Chính thức ha bà sao? Nhà này có mình nó mai đó bà nội. Mình nó biết ngoài hả? Rồi nó giỏi dữ ta. Thằng Tốt là con nhiêu tuổi rồi Tốt? 13. Tết này là 14. À Tết này con 14 tuổi ha. Rồi thế tội không quý cô chú anh chị ơi, ngày kiếm được 40-50 ngàn tiền mai lưới này nè. Mà mai tới khuya luôn á hả bà nội? Tới khuya luôn. Sáng đập sáng là nó mai gọi ha. Dạ dạ. Dạ cũng như là ở nhà thằng Tốt thì mai này, còn em nó thì phụ chăm sóc bà nó. Đổ vô rồi hả? Đổ vô. Đổ vô. Dạ. Dạ. Dạ con cũng thấy là thấy anh Tâm không gại đi cái bộ đi nhắc nhắc rồi được đó bà nội. Dạ. Anh Toàn là đi nhắc nhắc rồi được đó. Rồi mừng dữ lắm. Dạ dạ. Gán đi để anh mà tôi hết bệnh đặng cưới cho bà khác về đó. Ừ. Rồi sập anh luôn. Được không Tâm? Mấy được không Tâm? Gán hết rồi cưới bà khác. Bữa hổm em có nghe Tốt á. Mấy thằng được á nó nói là anh mà để ý bà nào. Trời ơi. Có không? Mấy đứa nó cặp đôi vậy thằng con bán thấy đơn thủy đó bán thịt heo đó. Bán thịt heo hả? Ừ. Mà, thủy thấy ở ngoài. Không có mà cáp ảnh phái thiệt không kìa, thấy anh cười kìa. Mấy đứa nó chơi đó. Dạ. Cáp chơi mà. Chơi ha. Chơi chứ ai mà diễn. Không mà em hỏi thiệt nha, mà nói chơi mà anh có phái không? Nếu mà trời Phật phù hộ mạnh lành đàng hoàng cũng đáp lại ta chứ. Ta chống liền, ta chết chồng. Dầu gì nếu ta chịu ta về ta mà phụ chăm sóc mấy người này cũng đỡ ha. Toàn. Dạ. Yeah. À. Sao con? Anh Toàn ngán về bệnh nghe rồi, về bệnh rồi hai mình đến nè anh Toàn. Đâu ra đây kể chú nghe cái câu chuyện đó là sao? Kể chú nghe coi. Thì con theo nói chút cửa và con nói nghe nè. Anh Toàn ngán về bệnh nha. Rồi anh phải rồi hai mình đến với nhau. Con cha ngồi đó cười hoài vậy đó. Vậy là cha con khoái phải không? Rồi thôi thì cái buổi trao quà của anh nhà anh Toàn gà trống nuôi con mà anh bị tai biến đó hôm nay đã kết thúc nha. Thì Quang cũng thay mặt cho gia đình cảm ơn
anh Thông với chị Tiền rất là nhiều. Chúc anh Thông với chị Tiền dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài.